Tối qua ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ra công điện khẩn yêu cầu các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, cửa hàng cắt tóc gội đầu tạm dừng hoạt động từ 12 giờ ngày 25 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19. Ngay trong sáng nay, các cơ sở ăn uống đã nhanh chóng chuẩn bị, sẵn sàng cho việc dừng hoạt động tại chỗ chỉ bán mang về. Sau khi nghe được thông báo khẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đóng cửa nhà hàng quán ăn, thì sáng nay thì tôi chỉ bán phục vụ khách đến gần 12 giờ. Sau đấy thì chúng tôi sẽ đóng cửa phục vụ khách tại chỗ hơn nữa. Và chúng tôi có dán biển thông báo là cửa hàng sẽ có bán chỉ bán mang về mà thôi. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hầu hết các quán ăn trên đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng đều đang tranh thủ bán nốt trong sáng hôm nay, chuẩn bị dọn dẹp dừng hoạt động tại chỗ và chỉ phục vụ khách mang về. Công điện của Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, các cấp, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc, tập trung thực hiện quyết liệt việc tuyên truyền, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, làm việc trực tuyến, thực hiện mục tiêu kép, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhân dân.